anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân. Chuyện hành quân xưa tôi đã quen người em nữ quân nhân. Tôi nàng vừa tròn tớ ngày đôi chính tôi, tôi mong trần hơn 4 năm rừng sâu, 4 năm trên đồi núi mình gặp nhau đây lúc quê hương lửa dày. Trên rừng quân xưa em ngồi tâm sự nỗi niềm riêng tư, nhưng vừa lên năm chiến trận vô tình mất người cha yêu. Đợt tôi thân trai ngày chi gió sương, cô thì ra từ để lại đêm vui chưa tắt. Tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh, để người em bé nhỏ còn sắp chiều trên phố hôi. bố
đành còn đây hoa châu chưa liền tắt. Đi đường chiến nhân có đâu là dài, chiến tranh còn đây hoa châu chưa liền tắt. Đi đường chiến nhân có đâu là dài. See that?